hội chợ giáo xứ gì ta, quên rồi ta. Wow, nhà thờ của nó đúng bự luôn đấy, bậy 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 chứ mà 5 triệu mấy à. Ừ, thấy bóp rồi nha. Nó ăn hết rồi, nó không, nó lấy cây nó bóc, nó bóc ra không, nó bóc ra nó vứt, nó vứt người ăn đó. Là một phê nó con gái. Quá đã kìa, khỏe kìa. Quá đã. Thì ơi, bức tường em còn cặp trên tay mấy đầu bánh tết thôi. Nãy giờ bà con ủng hộ rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ồ, năm nay có nó đứng lên nói không kìa. Con ngoan học giỏi, gia đình ấm no, sự nghiệp phát triển ai cũng giàu to. Yeah, xin quý vị cho một tràng vỗ tay à. Anh xèo kìa, có xèo đó con. Wow. Ngoài đi nhìn nó bên kia. Thank you.
am a lion dance team who will do a dance for us to bring good luck for the new year. Please clap according to the beat from our beatboxer, and we will read to you a poem in Vietnamese to wish you a happy new year. All right, you ready? Let's go! Come on! Kịp đổ luôn á. Oh man. Tại vì chú à. Oh my god, quá trời rác luôn. Anh nói thiệt nha. Người như thế này á là tương lai là Arizona là người Việt Nam nhiều lắm luôn á. Tại vì anh nhớ cái hồi mà anh mới qua đây anh đi đó cái này với anh Việt nè. Trời ơi nó vắng. Đâu có được như vậy đâu. Đến mức mà ông cha cũng phải mua thêm cái bạc kim bên kia đó, thấy không? 600k đó. Đi đại hội này mà mang motorcycle là ngon ạ. Đậu trước xe 1k luôn, thấy không? Đâu cần kiếm chỗ đâu. Nè, anh thấy không? Mới mua thêm một bãi đậu bạc xe ở bên kia đường nữa kìa, thấy không? Ngày xưa là chỉ có 3 len thôi mà giờ có 22 len ở ngoài cùng nữa kìa. Rứa mà còn chưa đủ nữa đó.
đi được không con? Quá trời xe luôn. Yes, no.